mời thầy MC, về phía đại biểu khách mời bác Đinh Thanh Dũng, trưởng ban đại diện hội phụ huynh học sinh. Anh Nguyễn Thanh Tùng, phó bí thư quận đoàn Sơn Trà. Em xin trân trọng kính giới thiệu lãnh đạo các sở ban ngành cùng các tổ chức, các trường đại học tham dự lễ khai mạc sáng hôm nay. Về phía nhà trường, em xin trân trọng kính giới thiệu thầy